Nhà đất Huy Hùng trên kênh YouTube bán nhà Gò Vấp Tân Bình, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, cũng như trên hệ thống Zalo, Facebook Fanpage và website nhà đất Huy Hùng.com. Xin kính chào quý vị khách hàng. Video ngày hôm nay em Hùng sẽ gửi đến cô bác anh chị chúng ta một căn nhà nằm trên trục đường Phạm Văn Bạch, ngay chợ Phạm Văn Bạch nha quý vị. Căn nhà với diện tích ngang 4m2, độ dài 17m. Đường thông, tiện buôn bán cho thuê, mở văn phòng công ty. Và căn nhà này thì thiết kế rất là đẹp, hướng chính nam và đang có giá bán rất là mềm, chỉ 6 tỷ hơn thôi nha quý vị. Quý vị đang ngắm nhìn mặt tiền, mặt chính căn nhà này. Căn nhà này thì chính chủ xây ở, chưa có nội thất nha quý vị. Và đường thông buôn bán cho thuê ngay sát chợ Phạm Văn Bạch. Và quý vị sẽ cùng tham quan con đường trước nhà này. Con đường trước nhà là con đường 5m thông nha quý vị. Đường rất là đông đúc và nhộn nhịp. Quý vị có thể ở mướn phòng công ty và cho thuê sát bên chợ Phạm Bạch luôn, vị trí rất là đẹp. Và căn nhà ngày hôm nay thì được chủ nhà xây ở rất chắc chắn và kiên cố này, thiết kế một trệt và 3 tầng lầu. Nhà có hướng chính là hướng nam. Và ở đây thì quý vị sẽ có hai lớp cửa này, một lớp cửa nhôm và một lớp cửa cổng bên trong. Ở dưới tầng trệt thì có khu vực không gian phòng khách và khu vực nhà đậu xe hơi. Phía sau là không gian phòng bếp và trên lầu sẽ là không gian kiến trúc 4 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau. Nhà chưa có nội thất nên rất là mới và khá đẹp. Quý vị có bác mua về thì chỉ việc xách ba lê quần áo về ở thôi. Giá bán chủ nhà đang chào bán là 6 tỷ 850 triệu đồng, còn thương lượng mạnh. Quý chị cô chú quan tâm thì alo về cho Hùng theo số hotline 0918 178 647 nhé. Và quý vị đang cùng em tham quan không gian khu vực đậu xe hơi, xe máy và phòng khách dưới tầng trệt. Được ốp gạch lên cao 2m và bên trên có trần thạch cao đèn chiếu sáng. Ở giữa nhà thì có cầu thang được ốp đá hoa cương màu trắng. Và chúng ta sẽ cùng tiến vào không gian phòng bếp này. Phòng bếp khá rộng nha quý vị. Có tủ bếp trên dưới đều làm bằng chất liệu gỗ căm xe. Phía sau thì có sân sau rộng 2m. Có trừ giếng trời sau và có vệ sinh rất là rộng phía sau nhà. Đây là khu vực sân sau 2m của căn nhà này. Giếng trời rộng lên tới 4m vuông nha, rất là rộng nha quý vị. Lấy sáng và lấy gió cho không gian phòng ngủ phía sau. Có một lavabo rửa chén bát phía sau đây. Và ở đây là khu vực vệ sinh với bồn cầu, lavabo rửa mặt, vòi tắm hoa sen và gương soi. Và di chuyển lên trên thì quý vị sẽ đến với không gian kiến trúc thiết kế các phòng ngủ nhé. Đây là dưới tầng trệt nha quý vị. Chúng ta sẽ cùng em Hùng đến với không gian kiến trúc thiết kế các phòng ngủ. Ở đây thì quý vị sẽ có cầu thang ốp đá hoa cương màu đen trắng kết hợp với tay vịn gỗ căm xe, lan can kính cường lực. Di chuyển lên trên lầu thì quý vị sẽ đến với không gian kiến trúc thiết kế các phòng ngủ. Nhà này thì có 4 phòng và thiết kế lệch tầng, đường trước cao hơn đường sau nha quý vị. Chúng ta đến với không gian phòng ngủ đầu tiên. Phòng ngủ sẽ có tủ áo, cửa sổ ra khu vực giếng trời phía sau, khu vực gắn máy lạnh, sàn ốp gạch 60 và phòng vệ sinh trong. Phòng vệ sinh cũng với bồn cầu, là bồ rửa mặt, phòi tắm hoa sen và gương soi. Đây là không gian phòng ngủ số 1, phòng ngủ phía sau này. Và chúng ta sẽ cùng em Hùng di chuyển qua không gian phòng ngủ số 2, phòng ngủ phía trước nhé. Phòng ngủ số 2 thì quý vị sẽ có giường ngủ có nội thất như là tủ áo đóng phun trần. Phía bên có bàn trang điểm, có khu vực gắn máy lạnh. Bên ngoài đây có ban công m2, cây xanh và khu vực lan can inox bên ngoài. Đây là không gian phòng ngủ số 2 của căn nhà. Và không gian này thì cũng có vệ sinh trong luôn. Nhà mình có tổng cộng 5 phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh với bồn cầu, lavabo rửa mặt, vòi tắm hoa sen và gương soi. Và quý vị chị di chuyển lên trên thì chúng ta sẽ cùng em Hùng đến với không gian của phòng số 3 và số 4. Ở dưới nhà thì chúng ta sẽ có giếng trời nhé. Nhà chính chủ xây ở, giá rẻ. Quý vị có bác nào thấy phù hợp thì alo ngay về cho bên Hùng theo số hotline 0918 178 667. Phòng này có máy lạnh nè quý vị. Có vệ sinh trong đây và phòng tương đối rộng. Đây, phòng vuông vức nhá. Ngang 4m2, độ dài 17m. Thiết kế một trệt và 3 tầng lầu, hướng chính nam. Tọa lạc trên trục đường Phạm Văn Bạch, ngay chợ Phạm Văn Bạch, đường thông buôn bán. Thuận tiện ở mướn phòng công ty cho thuê. Giá bán chỉ 6 tỷ 850 triệu đồng thôi. Nhà xây ở chắc chắn kiên cố, sổ hồng riêng. Hoàn công đầy đủ, pháp lý giấy tờ rõ ràng. Quý vị mua bán công chứng nhanh gọn ngay trong ngày. Có 4 phòng ngủ nhá. Và lầu trên sẽ là không gian phòng giặt, phòng thờ và sân thượng. Chúng ta sẽ cùng lên bên trên để tham quan không gian của phòng giặt, phòng thờ và sân thượng của căn nhà. Đây là sân thượng sau này. Ta sẽ có sân thượng sau rất là rộng này. Được lợp mái bên trên này nhá. Và ngoài đây là khu vực không gian phòng thờ. Phòng thờ rất là rộng. 6 tỷ 850 triệu đồng. Quý vị cô chú sẽ sở hữu ngay. Một căn nhà ngang 4m2, độ dài 17m, đường thông buôn bán, thiện ở mở phòng công ty cho thuê. Giá bán chỉ 6 tỷ 850 triệu đồng thôi, nằm ngay chợ Phạm Bạch, thuộc phường 12, quận Gò Vấp. Huy Hùng xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video lần sau.